Vũ trụ đang lắng nghe và đáp lại lòng biết ơn của bạn. Vũ trụ luôn mang đến cho bạn sự dồi dào, nhưng bạn phải biết ơn và thừa nhận điều đó. Học cách cảm ơn vũ trụ vì tất cả sự phong phú mà bạn có. Làm thế nào bạn có thể thể hiện sự đánh giá cao và lòng biết ơn của mình đối với vũ trụ? Tại sao điều quan trọng là phải cảm ơn vũ trụ? Hành động cảm nhận và bày tỏ lòng biết ơn chiếm vị trí trung tâm trong quá trình biểu hiện ước nguyện của bạn trở thành sự thật. Đó là sức mạnh của bạn để ngăn chặn sự tiêu cực và thúc đẩy suy nghĩ tích cực. Lòng biết ơn mà bạn bày tỏ chỉ có giá trị khi nó xuất phát từ sự lựa chọn tự do của bạn và bạn thực sự cảm nhận được điều đó trong trái tim mình. Đề cao lòng biết ơn như một công cụ để thu hút năng lượng tích cực và thay đổi suy nghĩ của bạn sức mạnh thực sự của lòng biết cơn nằm ở năng lượng phát ra từ cảm xúc khi bạn cảm thấy biết cơn sâu thẳm trong trái tim mình nó sẽ làm tăng rung động năng lượng của bạn cảm giác biết cơn có lợi theo nhiều cách sau đây là những lợi ích rõ ràng khi bạn thực hành lòng biết cơn lòng biết cơn là một trong những điều mạnh mẽ nhất trên thế giới có thể thay đổi cuộc sống của bạn và biến nó thành một kiệt tác bạn xứng đáng được sống một cuộc sống tràn đầy phước lành năng lượng tích cực và sự phong phú rèn luyện thái độ biết cơn sẽ giúp bạn phát huy hết tiềm năng của mình và làm phong phú thêm mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn những cánh cửa mới sẽ mở ra và vũ trụ sẽ ủng hộ bạn và điều tuyệt vời nhất là cảm ơn vũ trụ là một hành động đơn giản nó không đòi hỏi nhiều thời gian hay công sức của bạn bộ não của chúng ta bao gồm rất nhiều con đường thần kinh và những con đường này được tạo ra dựa trên thói quen và hành vi tổng thể của chúng ta những thứ chúng ta sử dụng thường trở thành một phần của chúng ta mỗi khi bạn đấm chìm trong suy nghĩ tiêu cực các đường thần kinh của bạn sẽ ghi nhớ nó và theo một cách nào đó chúng sẽ bị nhiễm những thói quen độc hại đó thực hành lòng biết ơn sẽ giúp bạn tạo ra những con đường thần kinh mới và những triển vọng mới nói cách khác bạn sẽ không còn nhìn thế giới với màu đen và xám nữa mà sẽ nhìn thế giới dưới ánh sáng tích cực hơn bóng tối sẽ được thay thế bằng ánh sáng và sự buồn tẻ sẽ được thay thế bằng những màu sắc rực rỡ bạn sẽ bắt đầu nhận thấy sự tích cực trong mọi thứ xung quanh mình hàng ngày thực hành lòng biết cơn sẽ giúp bạn chú ý đến tất cả những điều nhỏ nhặt mà bạn không biết và bạn sẽ học cách đánh giá cao giá trị mà chúng mang lại cho cuộc sống của bạn thực hành lòng biết cơn sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn hãy nhớ rằng bạn thu hút vào cuộc sống của mình bất cứ điều gì bạn tập trung vào. Hãy tưởng tượng, bạn chỉ tập trung vào những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ thu hút nhiều điều tiêu cực hơn vào cuộc sống của mình mà không hề hay biết. Về cơ bản, luật hấp dẫn nói rằng nếu bạn liên tục nghĩ về một số thứ và tưởng tượng rằng bạn đã có nó, vũ trụ sẽ mang nó đến cho bạn nó giống như một danh sách mong muốn cần phải luôn ở trong tâm trí bạn và vũ trụ sẽ mang nó đến cho bạn tuy nhiên để quy luật này hoạt động bạn phải thực hành lòng biết ơn hàng ngày điều này sẽ gửi đến vũ trụ những rung động tích cực vũ trụ sẽ thưởng cho bạn những điều tích cực hơn bao gồm cả một hoặc nhiều điều bạn mong muốn vào lúc này bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm nhiều sự đồng bộ trùng hợp ngẫu nhiên và những khoảnh khắc kỳ diệu khác sẽ biến cuộc sống của bạn thành một kiệt tác điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn khi bạn thực hành lòng biết ơn bạn giải phóng một chất hóa học hạnh phúc trong não của bạn bạn có nhớ cảm giác khi bạn đạt được điều gì đó trong cuộc sống và bạn cảm thấy biết ơn và tự hào về bản thân hay không cảm ơn vũ trụ sẽ khiến bạn cảm thấy như vậy bạn càng thực hành lòng biết ơn bạn càng tiết ra nhiều hóa chất hạnh phúc nghĩa là bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn mỗi ngày nó sẽ cải thiện tư duy phản biện quy trình ra quyết định và nỗ lực chấp nhận rủi ro của bạn thực hành lòng biết cơn về lâu dài sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích một số trong đó bao gồm cải thiện tư duy phản biện và quá trình ra quyết định bạn cũng sẽ nhận thấy rằng bạn không còn sợ mạo hiểm nữa vì bạn sẽ không chỉ tập trung vào những cảm xúc và kết quả tiêu cực mà là tích cực ví dụ giả sử bạn muốn bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình trước khi biết ơn bạn sẽ có suy nghĩ quá nhiều về nó và cuối cùng từ bỏ toàn bộ ý định vì sợ rằng mình sẽ không thành công sau khi thực hiện lòng biết ơn trong cuộc sống của mình bạn sẽ lạc quan hơn về việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình hoặc bất kỳ dự án nào khác bởi vì bạn tin rằng mình sẽ thành công sau khi thực hiện lòng biết ơn trong cuộc sống của mình bạn sẽ lạc quan hơn về việc bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình hoặc bất kỳ dự án nào khác bởi vì bạn tin rằng mình sẽ thành công nếu bạn từng khó ngủ thực hành lòng biết ơn hàng ngày sẽ cải thiện đáng kể giấc ngủ của bạn bạn sẽ tiếp xúc với con người thật của mình nghĩa là ở trong trạng thái hạnh phúc hoàn toàn thái độ biết ơn không chỉ giúp bạn ngủ ngon hơn mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn thực hành lòng biết ơn giúp tăng mức độ hoạt động ở vùng dưới đồi đây là phần não chịu trách nhiệm điều chỉnh các chức năng khác nhau của cơ thể từ cảm giác đói đến mức độ căng thẳng và nhiều chức năng khác nhau bạn càng biết ơn hệ thống thần kinh và các chức năng cơ thể khác nhau của bạn sẽ càng được cải thiện chúng ta có xu hướng dành phần lớn cuộc đời của mình để suy nghĩ về những gì còn thiếu trong các mối quan hệ và vì thế chúng ta quên biết ơn tất cả những điều tốt đẹp mà mình đã có chúng ta coi mọi thứ và con người là điều hiển nhiên lòng biết ơn thay đổi suy nghĩ đó bằng cách bày tỏ lòng biết ơn bạn sẽ tập trung vào việc cảm thấy biết ơn vì mối quan hệ của mình bạn sẽ đánh giá cao các thành viên gia đình bạn bè và người yêu của mình hơn bởi vì bạn sẽ không chỉ nghĩ về những điều cần thay đổi. Thay vào đó, bạn sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá dành cho họ. Nó sẽ mang lại vô số phước lành vào cuộc sống của bạn. Khi bày tỏ lòng biết ơn trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn sẽ thu hút được vô số phước lành vào mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả công việc, sức khỏe và các mối quan hệ của bạn. Bạn sẽ không còn đi ngủ với cảm giác lo lắng về ngày mai hoặc một sự kiện sắp tới. Bạn sẽ cảm thấy được kết nối với vũ trụ và cái tôi cao hơn của mình. Và kết quả là bạn sẽ cảm thấy tự do. Bạn sẽ cảm thấy như thể bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn trên thế giới này. Và bạn chỉ cần biết cân khả năng làm được điều đó và mọi thứ bạn đã có. Nếu lý do duy nhất khiến bạn biết cân vũ trụ là vì bạn muốn thu hút những thứ đắt tiền hơn vào cuộc sống của mình, thì bạn đang làm không đúng. Bạn phải thực sự biết ơn về tất cả những gì bạn đã có, không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại, và vũ trụ chắc chắn sẽ thưởng cho bạn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại